Chào các bác. Em Thanh ơi, em hôm nay em quay về cái cây video về cái cây tam bảo sắc hoa vàng lưỡi trắng. Nó là thuộc dòng hoàng tam bảo ấy, hoặc là tam bảo sắc hoặc là hồng dâu. Thì ở vùng miền trong Tây Nguyên ấy, là cái cây này thì nó là dạng như là cây cũng gọi là tam bảo sắc, nhưng mà hoa bình thường nó là cây trắng tím. À, cây vàng tím. Vàng tím và có một ít phân trắng. Nhưng còn cây này thì nó là cây dạng kiểu là đột biến. Và an ba là nó đột biến là cánh vàng và lưỡi trắng. Như cái chấm tím, màu tím nó đổi hết thành màu trắng. Còn đâu thì nó sẽ là màu vàng. Thì đây em quay cái cây này, thì cái cây này nó là cây vàng lưỡi trắng, thì nó có rất là nhiều mặt bông. Nhưng cây này nó là cây Thái Lan, chứ không phải là cây rừng Việt Nam. Thì đây ví dụ như cây vàng lưỡi trắng này, để các bác đi mua mà không nhớ mặt hoa ấy, thì cứ mua cây Thái này mà chơi. Hoa rất là đẹp, lá to. Chẳng tội gì mà phải mua cái cây rừng cả, nếu các bác không hiểu về nó. Còn nếu các bác hiểu về nó thì nên sưu tầm cây rừng, bởi vì rừng nó có nhiều mặt hoa khác nhau và hoa nó đẹp hơn. Hoa đẹp hơn và nó có nhiều cây màu vàng hơn. Nhưng đây nó là những cây, đây nó là cây Thái, cây gieo hạt đấy. Thì nó cũng ra rồi, nó có rất là nhiều mà giá cả nó cũng rất là vừa phải. Nói chung là nếu mà gọi là đột biến, so với đột biến nó rất là rẻ. Nó không giống với những cái cây khác, cây đột biến rừng ở Việt Nam. Bởi vì những cây đột biến rừng ở Việt Nam bây giờ toàn mấy triệu một lá thôi. Còn như những cây này nó rẻ. Một cây này nó vài triệu, to đùng, đàng hoàng. Các bác chơi rất là thích và đẹp. Thì các bác mua cây giống của nó ấy, cây giống nó nhỏ ấy, thì nó chỉ vài trăm nghìn thôi. Nuôi vài năm là có hoa. Cây này thì là em nuôi mấy năm rồi, bây giờ nó có hoa. Nhưng cây này nó là cây, một trong những cây vàng Thái khá là đẹp và nổi tiếng. Nhiều người biết bởi vì giá thành của nó rất là hợp lý, và nhiều người đã trồng đã có rồi. Thì đây thì các bác, nếu nhà bác nào đã có rồi, thì các bác có thể soi cây và nhìn xem là nó có giống với cây nhà bác không. Bởi vì cây này đôi khi là nó có một số cây ấy, cây Thái mà người ta bán, người ta không biết, người ta cứ tưởng là cây cắt rừng. Chứ không phải đấy, cây này nó cây gieo hạt, là nó ra rất là nhiều rồi, chứ nó không còn ít nữa. Còn ví dụ những cây ít như rừng Việt Nam mà nó không gieo được ấy, thì là nó sẽ rất là đắt. Và cái thân lá nó khác. Thì hôm nay thì có cái thân lá cây này ở đây, và cái tiện nó đang hoa luôn, thì em sẽ quay video này để các bác nhìn, các bác ngắm xem mà cây nhà bác, các bác nó có giống cái này không. Nếu là cây này thì nó là cây Thái. Hiện giờ như cây này của em thì nó là cây Thái. Còn em có những cây rừng khác, nhưng mà cây rừng thì nó nở đến lúc đâu nó nở thì em mới quay, còn không thì thôi. Em sẽ cố gắng để quay đầy đủ nhất có thể. Với những cây Thái như thế này ấy, thì khi mà nhìn thân lá mà nó đã thuần như này, này thì rất là khó để nhận biết được nó là cây Thái thực sự hay không. Thì nó phụ thuộc vào là lá và hoa. Thì các bác cần phải để ý lá và hoa để không bị mua cây rừng thành cây Thái. Mà mua cây Thái thì nó rẻ, còn cây rừng nó đắt mà. Giá trị nó chênh nhau rất là nhiều. Khi mà mua một cái cây hoàng tam bảo vàng lưỡi trắng mà rừng Việt Nam ấy, thì nó rất là giá, rất là đắt. Còn cây Thái này thì nó rẻ hơn. Nhưng mà hoa thì nó có đôi chút khác nhau. Thì cái này thì các bác chơi kỹ thì các bác sẽ biết, các bác sẽ nhận ra được. Bởi vì cái này không phải là cứ nói ra là có thể là nhớ được. Nhưng em cũng chơi rất là lâu rồi. Em mà nuôi lâu rồi. Chẳng phải chơi mà nuôi, có thì vừa chơi, vừa trồng mua bán. Nhưng mà cái cây này thì nó là cây khá là dễ nhớ. Không khó để mà nhớ lá lắm. Và không khó để mà nhớ hoa. Bởi vì thân lá nó có một số cái đặc trưng ấy. Đặc trưng của dòng trắng với dòng vàng ấy, thì là nó có đặc trưng có thể gọi là tương đối nhìn khi mà không có hoa. Bởi vì nó đặc trưng riêng rồi, đặc trưng riêng của từng cây ấy. Thì cây nào nó có đại trà ấy thì rất là dễ nhớ. Còn những cái cây nào mà nó kiểu không có đại trà ấy thì nó sẽ khó nhớ hơn. Những cây này thì nó có đại trà rồi, nó nhiều. Ngày xưa là lúc cách đây khoảng 3-4 năm ấy, là khi đấy là em đi Thái là em mua cái cây này, là người ta bảo là có rất ít. Nó gieo hạt được ít lắm. Nó chỉ có vài người, vài nhà có, và thông tin thì là như thế. Nhưng thực ra về sau thì nó sản xuất nhiều lắm. Cái này nó ra, nó nuôi, nó nhân
rất là nhiều đấy. Về sau lúc đầu thì cứ tưởng ít, nhưng về sau là có khi là ở những người mà các bác không biết ấy, các bác không biết thì rất là dễ mua cây rừng, cây này thành cây rừng. Thì hôm nay là em có cây này nó đang hoa đây, tiện đây em quay em giới thiệu các bác luôn để các bác xem mà cái cây nhà mình nó đúng cây này không. Nếu không đúng thì mình có thể sưu tầm thêm cây này, bởi vì cây này nó là cây hoa rất là đẹp, màu nó vàng lưỡi trắng đấy. Đây các bác nhìn này, sau em sẽ quay cận cảnh đằng sau. Thì bây giờ trước hết thì là em quay về đến cái thân lá của nó nhé, thân lá mới dễ. Thân lá mới dễ thì so với những cái cây khác ấy, người các bác cứ nhìn cái gốc của nó này, đầy, nhìn khúc này rất dễ nhìn này. Rồi các bác nhìn cái thân của nó rất là sạch, thân nó sạch nhá. Bản thân cái thân cây, cái mầm nó lên ấy, nó sạch. Và cái đầu rễ bên cạnh của cái thân ấy, cách đấy một chút ấy, đầu rễ của nó màu xanh này, nó không phải là màu tím. Đấy là cái đặc trưng đầu tiên của cây, các loại cây va anba. Cây va sami nó cũng đa phần như này rất là nhiều. Thân lá sạch không ăn tím. Cổ lá ấy, chứ không phải thân với cổ lá đấy. Sạch. Và rễ, đầu rễ xanh, chứ còn đầu rễ mà tím thì chắc chắn nó không phải luôn. Bởi vì đầu rễ tím mà hoa trắng em chưa bao giờ nhìn thấy. Còn những cái cây mà em biết như này, đa phần rễ đều đầu rễ nó xanh lét. Thân rễ thì cái nào màu trắng rồi. Đấy là nói về thân. Khi mà các bác nhìn mầm thì nó phải như này. Đây là mầm mới nhú, còn nếu các bác không mầm mới nhú ấy, thì các bác nhìn ở đầu cổ lá đây. Sạch hết. Đúng ạ. Thôi sạch. Ít nhất là nó phải sạch như này thì nó có mới có là những sắc tố của cây đột biến. Cây sơ mi hoặc cây va. Đấy là những sắc tố chung của tất cả các loại cây va. Thì ví dụ như là một số cái cây ấy, thì nó có một cái đặc trưng khác nhau. Cái cây này thì nó cũng là cây có thể dễ dàng nhận biết qua thân lá hoặc là bông hoa. Thân lá thì nó như vậy. Đây cổ lá đấy. Chờ chút anh vào uống nước. Đây là bông hoa của nó. Đây các bác nhìn bông hoa này. Đó. Đây là cái cây hoàng tam bảo vàng lưỡi trắng. Đây là cận cảnh bông hoa đây. Nhìn rất dễ luôn. Cổ lá của nó bé, lá rất to, cổ lá bé thôi. So với những cái bông hoa của nó thì cái cây này nó cũng khá là dễ nhận biết thôi. Từ nụ đến hoa này, nó nở nhanh lắm, vài ngày đã nở rồi. Đây là chi tiết một bông. Cái này nó sạch tinh và nó không ám. Đúng luôn, không ám tí nào, nó vàng nó trắng hết luôn. Cái này nó mà ám thì quý hơn ấy. Nhưng cái này nó không ám, đâm nó không quý bằng những cây ám. Những cây mà nó ám tí 5 cánh vàng ấy thì nó quý hơn, nó rất đắt. À nó cũng đắt nhưng mà nó đắt hơn cái này, bởi vì cái này nó cây thái. Còn cây nó ám tí thì nó lại giống cây rừng. Cây rừng thì nó đắt, một cây thái nó rẻ. Nhưng cái này được cái thân lá nó to, trời đẹp. Và cây nó khỏe, trồng nó dễ.
thì mời các bác cứ tham khảo về các loại cây. Có gì thì có thể nhắn tin cho em hoặc gọi điện cho em. Cảm ơn các bác.